Sáng 18 tháng 8, Hội Chữ Thập Đỏ phường Bình Hòa, thành phố Thuận An tổ chức chợ không đồng san sẻ yêu thương nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2024. Phiên chợ có nhiều gian hàng gồm gạo, các loại nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình và rau củ quả. Tại phiên chợ có 125 hộ nghèo, khó khăn, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa tham gia phiên chợ không đồng và nhận được các phần quà miễn phí tại các gian hàng, trị giá mỗi hộ nhận được là hơn 400.000 đồng. Phiên chợ nhằm góp phần hỗ trợ chia sẻ đến những người có hoàn cảnh khó khăn, người bị khuyết tật, người nghèo, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.